Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị, 37 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hôm nay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Tham dự cuộc làm việc có các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam tại Trung ương Hội, đại diện Hội Cựu Chiến binh của 8 tỉnh phía Bắc. Báo cáo của Hội Cựu Chiến binh tại buổi làm việc cho biết, hơn 20 năm qua, tổ chức Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã được mở rộng và phát triển ở tất cả các vùng miền của đất nước. Đến nay, toàn hội đã phát triển được 2,6 triệu hội viên cựu chiến binh, cơ cấu rộng khắp từ trung ương đến cơ sở. Tham gia công tác chỉ đạo trong hệ thống chính trị, gần 5 vạn hội viên cựu chiến binh được tín nhiệm bầu các chức vụ chủ chốt trong các cấp ủy đảng. Gần 10 vạn hội viên hội cựu chiến binh được bầu tham gia công tác chính quyền. Trong những năm qua, thông qua các mô hình như kho thóc cựu chiến binh, quỹ tấm lòng vàng, quỹ khuyến học khuyến tài, các cấp hội đã động viên cựu chiến binh nêu cao ý thức tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hiện tại có trên 5.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do các cựu chiến binh làm giám đốc, chủ nhiệm đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 20 vạn lao động. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã kiến nghị Đảng, Nhà nước cần có chính sách giúp Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò hơn nữa. Bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo chặt chẽ quản lý nhà nước, kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng tại các địa bàn trọng điểm, thực hiện xây dựng nhà nước pháp quyền trong sạch vững mạnh, xử lý nghiêm những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, tích cực triển khai đưa nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống. Lắng nghe ý kiến bày tỏ của các đại biểu, Chủ tịch nước biểu dương những cống hiến của các thế hệ cựu chiến binh, khẳng định cựu chiến binh Việt Nam là lực lượng tuyệt đối trung thành của Đảng, xứng đáng là một đoàn thể chính trị xã hội đại diện ý chí quyền lợi của cựu chiến binh, thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, 23 năm xây dựng và hoạt động, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là cơ sở. Thông báo một số nét về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh tế xã hội đất nước phát triển. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các đoàn thể chính trị xã hội cùng các ban ngành phải phối hợp thực hiện tốt 3 vấn đề quan trọng đã được Đảng xác định. Kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng của xã hội. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với vai trò và uy tín của mình, Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp cần có sự đóng góp nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế, giữ gìn nền tảng văn hóa, nâng cao đời sống cho hội viên và nhân dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò trong triển khai và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Muốn chuẩn bị thì một mặt là các cấp ủy, thậm chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cái sự tự giác của mình rõ là phải đòi hỏi này rất là cao, mà phải là tấm gương như trong nghị quyết Trung ương 4 đó. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng hết sức mong đợi, mong muốn các tổ chức đảng từ trung ương, mà đặc biệt đối với các đồng chí cựu chiến binh phải có sự góp sức, hết sức xứng đáng. Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Chủ tịch nước tin tưởng các cựu chiến binh Việt Nam phát huy truyền thống và phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng cho các thế hệ con em tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.